Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một sản phẩm khá là đẹp. Và đây là một mẫu xe mà trong thời gian vừa qua khách hàng tìm kiếm rất là nhiều. Toyota Camry phiên bản 2.5W được sản xuất vào năm 2018. Thì tháng 8 năm 2018 thì chủ xe có mua xe tại hãng và tới thời điểm hiện tại bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ, là 100% chỉ làm trong hãng thôi các anh chị. Cho nên ngoại thất, nội thất và tất cả những chi tiết liên quan đến vấn đề của xe đều rất là ok các anh chị. Thì Huy sẽ giới thiệu sơ bộ cho quý cô chú anh chị về mẫu xe này. Thì cuối năm 2017 thì Toyota ra mắt cái phiên bản Camry 2.5W với rất là nhiều những thay đổi, thì Huy cũng sẽ cập nhật cũng như là giới thiệu cho anh chị một số những cái thay đổi của sản phẩm luôn nha. Biển số thành phố, biển số thành phố các anh chị. Rồi về phần ga lăng đó, mặt rơm kéo dài ha, từ đèn ở phía bên này qua các anh chị đó, nó tạo cho phần đầu xe một điểm gì đó cũng khá là trẻ trung. Và lưới cản thì như là 2017 thì cái lưới cản nó được bố trí rộng ra các anh chị ha, rộng ra và nó đen bóng các anh chị, đen bóng ha, đó, nhìn rất là đẹp luôn. Và một điểm là thay đổi các anh chị là đèn này nó đã thay đổi nè, sang đèn led chứ không có còn sử dụng bóng đèn xenon ha, đèn led đây là đèn cốt các anh chị. Đèn khoa thì nó vẫn sử dụng bóng halogen, nhưng mà đèn cốt chủ yếu là sử dụng đèn cốt hai bóng luôn nha, led rất là sáng luôn. Và tự động bật tắt ha, tự động bật tắt, rồi có giải đèn chiếu sáng ban ngày. Rồi và đèn cản á là được đưa xuống dưới ở phía dưới luôn anh chị nha. Cái mẫu trước thì anh chị thấy là cái chỗ này nó sẽ ốp bằng một cái miếng nhựa. Rồi cảm biến khoảng cách ở phía trước có hai cảm biến khoảng cách ở phía trước nha anh chị nha. Đó là một điểm thay đổi ở phía đèn, là thay đổi từ đèn xenon sang đèn led. Đèn led có hai cái bi cầu đó, rất là đẹp. Và với mâm xe thì nó cũng có sự thay đổi từ năm cái chấu lớn các anh chị, thì nó chuyển sang thành đa chấu đó, và nó được sơn bóng màu bạc khá là đẹp. Thì đó là một điểm thay đổi nữa ở trên cái mẫu mới 2018 này. Thì tháng 8 2018 ok, bảo dưỡng hãng rất kỹ các anh chị, xe gia đình đi và chủ xe giữ cũng rất là kỹ luôn. Và ra vào cửa thì bằng cái cảm biến sơn đó, cảm biến sơn các chị, đóng mở cửa và nẹp chân kính mặt chrome. Rồi mình sẽ xem về chất lượng của nội thất ha. Thì đây là phần tapi cửa, dừa cao cấp các anh chị, dừa ha, dừa cao cấp, nhưng mà cái này nó da các anh chị ha, da nó mềm chứ không phải là nó cứng đơ. Rồi đây là da, đây da, đây là nhựa ha, và đây là nhựa cao cấp các anh chị. Rồi miếng tem đã vẫn được dán ở trên cái xe này. Khi mua thì anh chị, khi mới mua thì nó sẽ dán cái này, thì chủ xe giữ kỹ luôn. Rồi keo truồng thì anh chị yên tâm, cam kết còn đủ ha. Rồi đây là vị trí bật lên xuống, thì nó nói lên rất là nhiều xe có đi kỹ hay không, giữ kỹ hay không. Thì anh chị nhìn những vị trí này nó hay bị trầy do mình lên xuống anh chị. Thì chiếc xe này thì khá là ok nha, nó không có bị trầy. Và có cái đèn led anh chị, nẹp chỗ bật lên xuống thì có trang bị thêm đèn led. Rồi hai anh chị đó, đây 2018 nha, 2018 xe này full lịch sử hãng cho anh chị yên tâm. Ghế chỉnh điện 10 hướng do bộ ghế da thì chuyển từ màu đen sang màu nâu, thì cái màu nâu này thì Hoài thấy nó nhìn nó sang. Với thứ hai là tục lỗ anh chị, thì mình ngồi á nó sẽ rất là thoáng và thoải mái. Đó, Huy nổ máy cho anh chị và các bạn mình nghe tiếng nổ động cơ nha. Đó, anh chị nhìn mặt đồng hồ táp lô ha. Thì đối với mặt đồng hồ táp lô anh chị nhìn, nó sẽ có những cái viền màu bạc và cái nền màu xanh các chị, và những cái thông số là màu trắng nữa, thì nó sẽ nổi ha, nó giúp người lái rất là dễ quan sát. Và hệ thống điều hòa thì xe này sử dụng hệ thống điều hòa tự động ba vùng độc lập luôn anh chị nha. Mình có thể điều chỉnh hệ thống điều hòa ở bên tài riêng, rồi bên phụ riêng, rồi và phía sau riêng biệt nhau đó. Và đây, hệ thống lạnh thì lạnh khá là sâu. Hiện tại Huy đang để chế độ auto tự động, và
đầu DVD thì chắc chắn rồi, có trang bị camera gear, ok rồi, hộp số tự động 6 cấp và chủ xe rất kỳ các anh chị. Cái chìa khóa thì chủ xe có sắm riêng một cái bọc da, đây các anh chị, chìa khóa thì mình có thể mở nhắn vô để mở cốp các anh chị nha. Rồi tìm xe, rồi coi như là đây là chìa khóa smart key. Và khởi động thì khởi động bằng cái nút bấm nha anh chị, đó, nút bấm. Rồi về vô lăng, vô lăng thì nó là bọc da, các anh chị, đó, bọc da. Và anh chị nhìn ha, những vị trí này, đó, nó không có bị mòn nha. Và có những cái phím điều chỉnh âm lượng, rồi chuyển bài. Và gương á, thì xe Camry 2.5V này thì gương là gương gập tự động nha anh chị nha. Đó, gập tự động tức là khi mà anh chị để chế độ auto này, ha, anh chị lắp cửa lại á thì tự động gương nó gập lại. Rồi nhớ vị trí ghế thì xe có hai vị trí ghế, vị trí gương cũng như là vị trí vô lăng các anh chị. Đó, thì mình chỉ cần điều chỉnh ghế cũng như là vô lăng như cái vị trí mình mong muốn, rồi mình cài đặt lại cái vị trí đó. Thì khi mà anh chị bấm vào vị trí số 1 hoặc vị trí số 2 thì nó sẽ di chuyển ghế, gương và vô lăng về vị trí mà anh chị đã điều chỉnh lúc ban đầu. Còn này là cái chỗ công tắc kích hoạt cái báo, cái chứng nhân vật khi mà anh chị gear. Rồi công tắc lên xuống kính là auto, tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn anh chị nha. Auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa luôn. Đó, anh chị mà nhắn lên mà để mà kẹt vô cái là tự động hạ xuống. Ok rồi, ở trên vô lăng đây những cái đường chỉ mai. Đường chỉ đây là da nha anh chị. Đó, rất là ok. Ốp gỗ này. Đó, ốp gỗ. Và có phần rèm che nắng ở phía sau luôn anh chị. Rèm che nắng ở phía sau, cái này công tắc bật mở. Và đối với phiên bản này thì những cái tính năng như là hệ thống cân bằng điện tử này, rồi những cái hệ thống như là ABS và những hệ thống như là HAC là hỗ trợ khởi hành ngang dốc, rồi cân bằng điện tử VSC các anh chị là có hết luôn. Còn những cái tính năng như là EBD là phân bổ lực phanh điện tử, hoặc là BA hỗ trợ phanh khẩn cấp đều có hết ở trên cái mẫu Camry 2.5V này. Và phiên bản 2018 này á, thì đã trang bị được hệ thống túi khí là 7 túi khí lần nha anh chị nha. Túi khí rèm các anh chị. Đó, những cái phần ốp gỗ này, tắp bi, cửa này, ghế. Đó, ghế chỉnh điện hết các anh chị. Đó, xe này bản quy, bản cao cấp. Và khi anh chị ghe các anh chị thì anh chị sẽ giống như cái mặt gương này anh chị. Đó, nó sẽ gập xuống. Đó, ha. Và rèm che nắng nếu như anh chị mà đang để lên đó, thì nó sẽ tự động nó hạ xuống để mình quan sát ở phía sau. Còn cái này có lại chỉ số trên vô lăng các anh chị nha, lại chỉ số trên vô lăng. Và đèn thì chắc chắn là có chế độ auto này, tự động bật tắt. Thì Huy cũng sơ lược cho anh chị nắm về chiếc Camry 2.5V này. Và độ rộng rãi thì thực sự khá là rộng rãi. Khá rộng rãi, xe mới đi được khoảng 50.000 cây số. Thì đây là một cái mẫu xe Huy nghĩ là sẽ rất nhanh bán được, vì chất lượng xe thì anh chị không phải lăn tăn gì cả, lịch sử đầy đủ rõ ràng. Và Huy đã chắc lịch sử cũng như là đã thử nghiệm cái xe này giờ anh chị. Có rèm che nắng ở phía sau này, vị trí để đồ, để ly nước rồi sử dụng vỏ máy này, giờ ghế đồ rất là đẹp luôn, rộng rãi các anh chị nha. Ở dưới thì chủ xe may riêng cho chiếc xe này một cái lót chân, lót chân này, cái cửa gió điều hòa phía sau thì Camry chắc chắn rồi. Ok rồi, bề tựa tay các anh chị, thì đối với Camry thì bản quy thì được bố trí cái bề tựa tay ở phía sau cho người ngồi sau, thì sẽ có những vị trí như là để ví hay để đồ gì ở vị trí này cũng khá là ok các anh chị. Và có thể điều chỉnh được ghế điện các anh chị nha, ghế là có thể điều chỉnh được đó, rất là thoải mái luôn anh chị. Đó, rồi rem có thể điều chỉnh rem ở phía sau luôn. Đó, mọi thứ là hoạt động ok hết các chị nha. Rồi điều chỉnh đầu DVD, có thể điều chỉnh âm lượng, rồi chuyển bài, rồi chuyển chế độ, ok đầy đủ hết. Và hệ thống điều hòa có thể điều chỉnh độc lập ở phía sau luôn các chị. Rồi phía sau thì ba người rất là rộng rãi, thoải mái để ngồi. Và
những cái ưu điểm của Camry thì anh chị biết rồi, khả năng vận hành, độ cách âm, rồi khả năng giảm sốc đều rất là tuyệt vời. Thì anh chị nào mà đã sử dụng tới Camry rồi, đã ngồi trên chiếc Camry rồi thì anh chị sẽ cảm nhận được cái sự thoải mái của một chiếc xe phân khúc hạng D khá là nổi tiếng của Toyota. Hai cảm biến khoảng cách từ phía sau nha anh chị, có camera gear. Còn về chất lượng thì anh chị yên tâm, thì bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng về chất lượng của sản phẩm. Đây, một cái khay để đồ bằng nhựa nha anh chị nha. Mình chở đồ đông lạnh được thoải mái. Anh chị thấy không? Cái cốp rất là rộng. Huy nhớ là cốp này nó phải đựng được đâu khoảng 650 lít. Rất là rộng rãi. Ok, thì Huy cũng sơ lược để quý cô chú anh chị mình nắm về chiếc xe Camry này. Thì với những cái sản phẩm bên Huy, thì đối với chiếc xe này thì 2018 trở lên thì ngân hàng tài chính Toyota vẫn hỗ trợ cho vay với lãi suất khá là ưu đãi. Anh chị nào quan tâm đến sản phẩm thì Huy sẽ trao đổi cũng như là cho quý cô chú anh chị mình nắm chi tiết hơn về vấn đề lãi suất. Xem qua về phần động cơ nha anh chị. Động cơ thì đối với chiếc xe này thì động cơ bảo dưỡng hãng rất là đầy đủ luôn. Cho nên là về phần động cơ thì anh chị không phải lăn tăn hay lo lắng về vấn đề gì cả. Bên Huy có chế độ bảo hành, có chính sách về động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 số anh chị. Anh chị nhìn ha, những cái cảm biến mình đặt quy. Bộ lon con tán, dắt điện. Mọi thứ ha, còn chuẩn hết các anh chị nha. Những cái dấu son từ nhà máy. Cùng ABS. Thì với và một điểm nữa các anh chị, thanh dằn, thanh dằn ở trên khoang động cơ. Thì sang cái mẫu này sẽ có một cái thanh dằn ở trên khoang động cơ, nó giúp ổn định cái xe khi mà anh chị vào cua. Vào cua các anh chị nó sẽ ổn định cái xe hơn. Đó là một số những cái điểm Huy cũng chia sẻ một số về vấn đề khác biệt giữa mẫu 2018 với mẫu 2017, cũng như là về tình trạng ngoại thất, nội thất của chiếc xe. Còn về giá cả thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 912 triệu nha quý cô chú anh chị, biển số thành phố. Cho nên là xe này thì anh chị nào mà thích thì vẫn được sự hỗ trợ của ngân hàng. Và chất lượng xe thì anh chị yên tâm, không lo lắng gì cả. Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mà quay video cho quý cô chú anh chị. Ok, và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho quý anh chị những cái sản phẩm mới về tại công ty nha. Và bên Huy thì đại lý của Toyota có giấy cam kết đảm bảo xe không bị lỗi, không bị đâm đụng, không gặp nước. Đó, bảo hành có chính sách đầy đủ rõ ràng, có cấp sổ cho quý anh chị, cho nên hoàn toàn yên tâm. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.